Đây là một khu công viên nằm giữa ranh giới thủ đô Washington và tiểu bang Virginia. Vào thời điểm này, mỗi ngày có tới hàng nghìn lượt người tìm tới đây thư giãn, giải trí, tập luyện thể dục thể thao để giảm bớt sự căng thẳng và nhàm chán khi phải ở nhà dài ngày do lệnh giãn cách xã hội để phòng dịch bệnh COVID. Nằm sát ngay con sông Potomac, diện tích mặt nước và công viên rất lớn, thoáng đãng, nên việc các cư dân ở khu vực thủ đô Washington cũng như tiểu bang Virginia tìm tới đây thư giãn, câu cá vẫn giữ được khoảng cách an toàn mùa dịch. Gia đình tôi ngày hôm nay ở xa mà tôi không về được cũng là vì dịch virus. Thành ra trong cái hoàn cảnh như vậy, tôi vẫn muốn tìm được một cái tự do để mà có cái niềm vui trong cái ngày của mẹ và cùng với gia đình, bằng cách là tôi đạp xe trên dọc theo dòng sông Potomac để mà mang cái niềm vui của một cái ngày của mẹ cùng với gia đình. Ở những vùng thượng nguồn không ô nhiễm, đảm bảo môi trường sống trong lành cho các loài thủy sinh, chính quyền địa phương cho phép người dân câu cá. Với bản tính chăm chỉ, các cư dân gốc Việt thường tới những khu vực này để săn bắt cá lóc, một loài cá giàu dinh dưỡng nhưng người Mỹ không sử dụng, để đem tặng hoặc cung cấp cho bạn bè, người thân và các hộ gia đình có nhu cầu. Đây cũng là một cách giải trí, đồng thời có được nguồn cá nước ngọt tươi, vốn không dễ mua được ở các khu chợ thực phẩm để chế biến những món ăn truyền thống Việt Nam. Thực tế, loài cá lóc tại sông Potomac có trọng lượng khá lớn, từ 3 cho tới 15kg mỗi con. Vì thế, chất lượng thịt rất cao, ngon, ngọt, dai và chắc. Đây là món ăn ưa thích của nhiều gia đình gốc Việt. Họ thường chế biến thành các món cá kho tộ, canh cá, cá nướng, hay thậm chí có thể thay thế cho loài cá lăng vốn không thể có được trên đất Mỹ để chế biến thành đặc sản chả cá Hà Nội. Tuy vậy thì mùa câu cá lóc tại sông Potomac chỉ kéo dài trong 2 đến 3 tháng vào dịp đầu hè như thế này. Lệnh giãn cách xã hội hạn chế ra đường ở khu vực thủ đô Washington DC hiện đã được thực hiện trong suốt 6 tuần vừa qua và dự kiến sẽ còn tiếp tục khi nguy cơ về sự lây lan của dịch bệnh chưa được kiểm soát. Cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nhiều mặt, đặc biệt là trong đời sống sinh hoạt thường ngày khi đại dịch COVID hoành hành nước Mỹ. Tuy vậy thì đối với phần lớn các hộ gia đình, đặc biệt là các gia đình gốc Việt, thì đây cũng là dịp để cả nhà quây quần và chế biến những món ăn ưa thích cho con trẻ trong nhà. Được bọt chưa?